Chào mừng quý vị đã đến với sản phẩm HyClean máy lau nhà model HT201, máy cạch sàn liên hợp mini. Trước hết thì tôi sẽ giới thiệu về cấu tạo của máy. Máy gồm một phần chứa nước sạch. Đây là cái ngăn để chứa nước sạch. Đó, nó có một cái tấm lọc này để lọc rác. Trước khi dùng thì chúng ta đổ nước sạch vào đây, có thể pha thêm một chút nước lau sàn cho nó sạch. Cái ngăn vàng vàng này là chứa được 20 lít. Và phía đằng sau là bộ phận để thu hồi nước dơ mà khi chúng ta chà sàn có thể tháo dỡ ra được. Kế đến là chỗ trà. Đây là chỗ trà sàn. Chỗ trà để trà cái vết bẩn ở trên sàn này cho nó sạch. Và tích hợp thêm bộ phận thu hồi nước. Bộ phận hút nước. Nó gồm lá cao su và đường ống hút. Khi bàn chải mà trà ra thì có kèm theo nước chảy ra. Trà sau là ống hút, nó hút sạch nước dơ. Đây là hệ thống phun nước xuống dưới sàn. Motor trà. Đây là công tắc nguồn ở giữa, công tắc xả nước bên tay trái và công tắc hút bên tay phải. Khi sử dụng thì chúng ta bật cả ba công tắc lên. Phía đằng sau là một cái tay điều khiển cái bộ phận hút nước dơ, nhấc lên nhấc xuống hạ được. Khi sử dụng thì chúng ta sẽ hạ cái bàn hút nước dơ xuống. Đó. Không sử dụng nữa, chúng ta kéo nó lên khỏi mặt đất. Phía sau được tích hợp một cái dàn len nhiệt để khi mà máy có hoạt động mà quá tải, máy nóng thì nó sẽ tự ngắt. Đây gọi là dàn len nhiệt. Tay bóp nâng hạ. Tay bóp để cho motor trà nó quay hai bên. Bóp vào giữ thì motor trà nó sẽ quay. Model HyClean HC201 được tích hợp với dây điện dài 20m, phù hợp cho mọi gia đình, nhà lầu đều sử dụng được. Trọng lượng của máy là 30kg, không có nước. Tốc độ làm việc trung bình là khoảng 800m2/giờ. Máy có phiên bản màu vàng, chính hãng của HyClean, tem dẻo. HyClean chính hãng. Máy được sản xuất trên công nghệ của Italia theo tiêu chuẩn của HyClean. Thế đây là tôi giới thiệu sơ bộ về cái máy lau nhà model HC201 của hãng HyClean, thương hiệu của Thái Lan. Nếu quý vị có nhu cầu thì hãy đón xem những cái video clip tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn thêm về cách sử dụng máy và cách vệ sinh máy và những tính năng khác ưu điểm hơn của máy. Cảm ơn.